Hello, chào tất cả mọi người ghé xem clip của tớ nhá. Nay thì tớ được đánh một trận Zata, bên bạn có thả ra nhá, và bên mình thả thì được chơi, may quá. Lâu lâu mới được một trận này thôi nên phải quay ngay lại up cho anh em xem. Ôm gì, oánh mạnh mẽ, tớ bình mạnh thế này mà Zata không ngán một ai. Đùa thế thôi nha, không nghĩ lại anh em lại thi nhau bắt đầu gạ kèo solo solo lủng các kiểu. Thôi chết rồi, tung hết hai chiêu của con quái rồi. Manga này nó mới là đầu game không ngán một ai anh em nhé. Thì hôm trước mình có làm một clip hướng dẫn ra ta, không biết anh em biết bay hết chứ nhỉ. Hướng dẫn cơ bản thôi, không phải lên cao lên cùng cả, bay cơ bản thôi. Chắc giờ làm gì còn ai không biết bay đúng không? Ai cũng bay xịn sò pro hết rồi. Con Zata này thì nó phải có cấp 4 cơ thì nó mới dễ giết người, chứ còn cấp 3 mình phải đi tạo áp lực tí thôi. Mẹ thằng cá này nó bật cả tốc hành nó farm. Ôi rồi ôi, cái đồng đội như thế này mới đáng để chửi này, đường của nó thì lính còn xong nó biến về chứ. Trời ơi tức không, con Zata nó cầm cấp 4 tại sao nó phải bật tốc hành cho nó farm của mình thế nhỉ? Nó có thể chờ mình farm chung mà, xong giờ nó để thuật lính đường nó, lính đường nó thì tự đánh nhau mà chết hết. Thật không hiểu đồng đội nghĩ cái gì. Gan thôi, ăn con rồng lấy lại những gì đã mất. Sắp lên cấp 4 rồi, mình sắp lên cấp 4 rồi, mình chạm tơn lính này mình lên cấp 4 này, chơi luôn chơi luôn. Rồi thơm. Lên cấp 4 bay luôn, bay ngay, nằm ngay một mạng, nằm ngay một mạng của đấy là bà già mở manga. Nó có phải bà già không kìa, hay cô gái. Thôi tạm từ đến ngày mình sẽ đảo cái đường rồng xem sao. Đường rồng có vẻ đông vui cả phân vùng các kiểu ấy rồi. 10 giây nữa có ulti, chắc vừa kịp đấy. Sợ quá chi hồi mà anh em không ra, mình bay không chết được, không chết xong lại nào. Đánh không nào mọi người ơi, đánh đi chứ sợ cái gì. Ôi thơm thịt được một mạng, cái mà được mạng vân thì đẹp hơn, có bờ lu. Thằng Felix nó ăn mất mạng vân, mình được mạng con Pela chứ. Có mạng vân nó không phải về rồi. Cầm blue ra mid farm tiếp. Từ từ hồi máu, hồi phục. Farm chung này thì mình thấy rất thoải mái, farm cho nhanh còn đảo ganh cho tip. Nào Vân ơi. Thôi chết rồi, mình ném cái chiêu 2. Mình ném cái chiêu 2 dở quá, ném cái chiêu 2 nó xa tầm quá. À cái tường nó dày thế, mình ném cái chiêu 2 vào đấy mình không lướt lên được. Không lướt ulti qua được tường. Thế là bị gãy cánh cụt. Khi thẳng nó phải cánh cụt tí, anh em thông cảm. Về đi Scoot ơi, tớ không có ulti. Về đi cậu ơi, tham chi. Đây rồi, lại hồi ulti rồi. Xuống bay bio cái nhỉ. Bay thôi, có ulti là bay. Anh em chơi con này cứ có ulti là anh em bay nhá. Cứ có ulti là đi tìm người bay thôi, bay mạnh mẽ. Ui, máu kìa. Và nó chia đam, con này mình không bay được hướng đam vào một người chứ mình muốn giết Vio Pharo cơ. Nó cứ chia sang con Pela mà sợ dấn sâu thì chủ bắn không ra được, cuối cùng
Tí chết. May quá. Trận này bên bạn nhiều hồi máu quá, Tara, Payla, mở manga. Thế nên mình quyết định là lên cái sách truy hồn trước nhá, để team mình nó khỏe hơn. Nữa à? Lên luôn. Ngại gì? Thôi mình phải lấy phải bay lùi nhá, chứ mình bay tiến lên là chết chắc. Bắt buộc phải dập bại. Để mình tiến lên thì bên trên kia Violet đầy máu mà, không thể chết được. Thôi dập lại cho an toàn vậy. Vẫn giết được mờ manga. Ngon ngon. Đấy, lại chuẩn bị hồi ulti. Hồi ulti này anh em lại chuẩn bị đi tìm người bay thôi. Đường top hoặc đường rồng. Thì trận này vừa ấy mình có nói trận này khá nhiều bên bạn khá nhiều hồi máu lắm, mà mình phải lên cái sách trước, xong mình mới lên cái xuyên tâm lệnh à, để có một ít xuyên giáp phép ra đây. Bio trốn sâu thế. Ui trời, lại có cả manga. Thôi bỏ nhá. Tưởng có Vio đếp nính một mình, sau đó là mình cũng lao vào xúc xỉa đấy. Ui tiếc đi, chứ vẫn có trừng phạt kìa. Khi mình mà cầm tên Blue đó có phải thơm thịt không? Ui trời, ông Batman ông chết rồi. Ông ấy vồ có ulti như thế thì chả chết. Do ông ấy vồ hụt ulti nên ông phải chết thôi. Đã đứng sâu lại còn hụt chiêu. Thế nên một mình thôi, mình xuống giúp ủi khó nhỉ. Lại thêm cả manga kia là ba mạng thì giúp kiểu gì bây giờ. Thôi đánh nhiều vậy. Giết được ấy nhưng mà chắc chết rồi, mình năm độc rồi. Giời ơi, giết được Vio nhưng mà năm độc mất rồi. Cá thì cũng chết nốt tôi như còn gì nữa, tham như gấu ấy. Thì trận này khá nhiều khống chế nên nếu mà team bạn mà ít khống chế thì anh em nên thẳng cái giày xuyên giáp phép nhé, cho nhiều đam bay cho nó sướng. Thì trận này có con Payla nó khống chế rất khó chịu, mà mình phải lên cái giày kim cường mới lại để cho con manga nó đánh đỡ đau một tí. Sau đó là mình sẽ lên một cái sách truy hồn để giảm hồi máu. Lên cái sách xong là khỏe rồi, là xong nhiệm vụ rồi, là lúc ấy anh em có thể lên đồ theo ý mình. Thì mình lên một cái xuyên tâm lệnh để cho nó có một ít xuyên giáp phép. Và cái mặt nạ Berry, à quên, gương mện hết kết chứ. Thì chắc chắn là anh em phải có rồi, chơi phép thì chắc chắn là phải có gương mện hết kết rồi. Đấy, xong anh em có thể build lốt một slot cầu băng xương và một lốt gì đó. Khi mà full đồ thì anh em bán cái xuyên tâm lệnh, anh em lên cái trượng hỗn mang để cho nó xuyên giáp tốt hơn. Đấy là đồ nha. Còn trận này thì mình thấy cũng khá dễ dàng rồi. Khá xanh. Xanh và mạnh. Làm kinh công không mọi người? Ui, anh em khỏe đông nay không làm muốn kinh công nhé, con rồng làm gì? Em toàn cá, sờ cướp mới lại lick thế này mà không ăn kinh công. Thôi thì lại ăn con rồng vậy, con rồng cũng được. Có cái gì ta ăn cái đây. Đánh đi anh em ơi. Đánh được cái. Ồ, bay Vio nha. Vio. Vio tưởng chạy được. Nào giết tớ á. Làm gì có cửa, làm gì có chuyện đó. Quanh tớ nhiều đồng đội lắm. Tao yếu nhưng mà anh em tao đông. May quá. Điếm được con Blue trong bốn thằng đứng về với nhau. Thơm rồi. Mọi người thấy clip của tớ hay thì giúp tớ xin một like, một share, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Thank for you.
kinh công đi, kinh công đi này, kinh công đi này, tao tặng cho nhá. Chúng mày lười quá đấy, kinh công ngon này thì không ăn. Thôi, cá nó lại nên nó ảo tưởng nó cân mấy chiếc trên kia rồi à? Con manga nó có sẵn cái giảm hồi máu rồi, cho nên con tướng khá lỗi, khá lợi đầu game ấy. Anh em mà đánh đầu game cầm con manga thì khỏe cực kỳ, không sợ con thằng nào, gặp thằng nào cũng lao vào thổi. Nhưng mà thổi vừa thôi nhá, bởi vì 2-3 thằng anh em nên buông. Giả dụ mà có 2-3 thằng thì anh em tha cho nó đừng thổi. Một thằng thôi, có thể nó lên thằng thứ hai là cùng lắm rồi, chứ còn đánh đến 3 thằng nó quay cho chết, độc CC cho cũng chết rồi. Rồi đi anh em ơi, end game thôi, video sao lại lạc tiếp dưới kia này. Ồ, thế thì bên bạn thua rồi còn gì nữa, chết 3 mạng rồi. Bên mình còn rồng rú khỏe thế này. Không ai ép à? Alo? Alo? Trời ơi, mình thì không có ulti. Trời, cá này đúng là ngáo ngơ rồi, ngáo ngơ bắt chi khư. Lính thì không có, cứ lao vào chém thôi, cái lúc cần vào chém thì không vào. Lại chết ở đây, lại lao vào chém trụ. Trời ơi, chịu rồi. Đấy, thằng Felix với thằng cá mỗi thằng ra một đường, cuối cùng có làm được gì đâu. Dở quá, dở quá. Ép cùng ấy, mình sẽ cướp là thơm rồi, có khi được 2 đường rồi. Ui, thì đang dẫn đi farm luôn rồi, nhanh. Tưởng farm nó em game luôn rồi. Mọi người ghé clip của mình thấy hay, mọi người giúp mình xin một like, một subscribe nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Cho mình có nhiều động lực làm clip hơn. Đây, pha này chắc end thật rồi. Mình nên mình bay pha này nữa chắc hết game. Bên bạn còn 3 người thôi. Chết cả AD lẫn... AD lẫn support rồi. Rồi, chết đủ 5 người. Có em không anh em? Em thôi còn gì nữa, đêm dài lắm mộng. Thôi anh em đừng nhây nhưa, có cơ hội thì em luôn nhá. Đêm dài lắm mộng, 3 đường bật là bình thường. Thôi tạm biệt, tổng chào tất cả mọi người nha. Thanks for you.